Theo Bộ Tài chính, đến hết quý 1 năm 2015, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 2.840 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá và các quyết định điều chỉnh trong gần một tháng rưỡi vừa qua, số dư nêu trên đã có nhiều biến động. Cụ thể, tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 2.085 tỷ đồng, song tổng mức sử dụng quỹ lên tới hơn 3.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, lần đầu tiên thông tin về số lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG phát sinh đạt gần 6,8 tỷ đồng, với tổng số 21 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu của cả nước, có đến 9 đơn vị có số dư quỹ bị âm. Đứng đầu các doanh nghiệp có số dư quỹ dương là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, với số dư tính đến hết tháng 3 là hơn 1.900 tỷ đồng, tiếp đến là Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội với hơn 320 tỷ đồng. Trước đó, trong lần điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất vào ngày 5 tháng 5, mức xả quỹ bình ổn giá với xăng đã tăng 446 đồng một lít. Mức xả đối với mặt hàng dầu diesel các loại cũng tăng 188 đồng một lít.